Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark One, lại là mình đây. Năm nay thì Apple đã ra chính thức con chip Apple M1 ở trên MacBook Pro 13 inch và mình khẳng định con chip này nó sẽ khiến cho MacBook Pro 13 inch không chỉ đáp ứng được những cái nhu cầu cơ bản, những công việc bình thường nữa mà nó sẽ còn đáp ứng được hơn như thế ở vấn đề chơi game hoặc là lập trình đồ họa. Tìm hiểu của mình trong video ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là về thiết kế thì trong khoảng 4 năm gần đây Apple đã không đả động gì về bất cứ một cái thiết kế nào ở trên MacBook Pro cả. Nhưng mà cần gì phải thay đổi trong khi là người dùng rất là ưng những cái thiết kế cũ rồi. Thiết kế nhôm nguyên khối unibody của máy vẫn đem lại một cái độ sắc sảo và hiện đại cao và đã là cái nguồn cảm hứng cho nhiều các mẫu Ultrabook Windows đang có mặt trên thị trường. Và các bạn nhìn xem, chả khác gì hai cái miếng nhôm được cắt laser tinh xảo đang được ốp lên nhau phải không ạ? Dòng MacBook Pro thì vẫn có hai màu cơ bản, đó chính là Space Gray và Silver. Thì mình hy vọng rằng năm sau Apple có thể cho cái màu Rose Gold lên MacBook Pro hoặc là sáng tạo ra một cái màu khác nó độc đáo hơn. Ví dụ như là những cái màu kiểu như là Midnight Green hay là xanh Navi của iPhone. Về kích thước tổng thể của máy là 30.5 x 21.3 x 1.55cm, cân nặng là khoảng 1.4kg. Và ở hai bên của máy thì vẫn là những cái cổng kết nối cơ bản. MacBook Pro M1 sẽ được trang bị hai cổng USB Type-C và một jack tai nghe 3.5mm. Hai cổng USB Type-C sẽ hỗ trợ sạc, trình xuất hình ảnh qua DisplayPort Thunderbolt 3, chuẩn USB 3.1 Gen 2 với tốc độ chuyển dữ liệu lên tới 10GB trên giây và chuẩn USB 4 mới nhất. Ngoài ra thì máy cũng được trang bị chuẩn Wi-Fi 6 và Bluetooth 5.0 mới nhất. Tương tự về mặt thiết kế thì màn hình của máy cũng không có cải tiến gì nhiều, vẫn là một màn hình vừa đủ là 13.3 inch. Với độ phân giải 2560x1600 tương đương với 2K, với độ sáng cực kỳ cao lên tới 500 nit và mật độ điểm ảnh là 227 ppi. Tất cả hình ảnh được lên với màu sắc vô cùng sống động, rực rỡ, sắc nét nhưng không kém phần chân thực. Mình thực sự đánh giá rất cao cái tính năng chu tông, có thể tối ưu hóa giúp cân bằng trắng của màn hình với môi trường xung quanh. Và khi bạn thường xuyên sử dụng máy trong môi trường tối thì bạn sẽ thấy một cái công dụng của tính năng này. Nó sẽ giúp các bạn đỡ mỏi mắt hơn nhiều và đặc biệt là tốt cho các bạn đeo kính. Và đương nhiên là màn hình của MacBook Pro thì không thể thiếu được giải màu rộng P3. Nó sẽ giúp tái tạo lại những cái màu sắc rất là thuận tiện và là một cái tính năng lớn cho những ai là những người chỉnh sửa ảnh hay là video. Phía trên cùng của màn hình vẫn là một chiếc webcam quen thuộc với chất lượng hơi cùi, chỉ là khoảng 720p. Mặc dù là webcam trên MacBook Pro mới chưa có cải thiện nhiều về phần cứng, tuy nhiên thì việc chuyển sang sử dụng con chip M1 đã cải thiện khả năng xử lý hình ảnh trên chiếc MacBook Pro này. Và Apple cũng cho biết rằng webcam hiện tại trên máy sẽ mang lại một cái hình ảnh sắc nét, ít hạt và giải rộng hơn, độ tương phản và chi tiết cũng sẽ cải thiện hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Về loa của chiếc MacBook Pro này thì khỏi phải bàn rồi các bạn ạ. Nó có một cặp loa stereo ở phòng thu và bây giờ mình sẽ thử luôn cho các bạn cái âm nhạc của chiếc máy này nhé. Và có thể nói rằng là các mẫu Ultrabook của các dòng Windows khác khó có chiếc máy nào có thể vượt qua được MacBook Pro này về mặt loa. Tiếp theo là về bàn phím và bàn di chuột thì có thể nói rằng Magic Keyboard là một cái nhân tố lớn đem lại thành công mới cho Apple kể từ khi nó ra mắt từ đầu năm 2020. Trước đó thì bàn phím Butterfly đã khiến rất nhiều người dùng quay lưng lại với MacBook và Magic Keyboard đã kéo lại những người dùng đó. Với hành trình phím sâu 1mm cho một cái cảm giác gõ vô cùng là tuyệt vời. Và đặc biệt là mình đánh giá cao việc Apple đã tách khỏi cái phím EST ra khỏi thanh Touch Bar bằng phím vật lý, thiết kế lại các phím mũi tên theo dạng chữ T đảo ngược, dễ thao tác nhiều hơn. Và máy thì tất nhiên cũng không thể thiếu đi thanh Touch Bar vô cùng quen thuộc và Touch ID giúp mở khóa máy nhanh hơn. Trackpad với công nghệ Zoom For Start của MacBook vẫn luôn là tiêu chuẩn vàng với tất cả các laptop khác, với khả năng tracking cực kỳ tốt và độ phản hồi cực kỳ nhạy. Mình không phải phàn nàn bất cứ điều gì khi mà sử dụng trackpad này của máy, mọi thứ đều rất nhanh chóng và chính xác. Về phần thời lượng pin thì mình cũng ấn tượng không hề kém. Trước đây, MacBook vẫn luôn nổi tiếng với dòng MacBook Air là có một cái thời lượng pin tốt. Tuy nhiên ở con chip M1 lần này, MacBook Pro đã không kém cạnh so với MacBook Air bởi vì Apple đã công bố những cái con số rất là khủng, lên tới 17 tiếng khi mà các bạn lướt web hoặc là 20 tiếng khi mà xem video. Còn mình test thực tế thì nó sẽ rơi vào khoảng là 10 cho đến 11 tiếng ở tất cả những cái tác vụ cơ bản. Cuối cùng là về phần hiệu năng, đây là phần mà mình tin chắc rằng là các bạn và cũng như là bản thân mình cũng rất là quan tâm trên con chip mới này. Và qua
benchmark cho thấy con số rất là ấn tượng với lại 1.578 điểm đơn nhân và 6.544 điểm đa nhân. Còn khi chấm GPU qua OpenCL thì con chip M1 này đạt số điểm cao hơn là 19.000 điểm. Đây là một con số cực kỳ ấn tượng cho những con máy mà chạy chip tiết kiệm pin như thế này. Và mình cũng đã thử test chiếc máy này qua Cinebench R23 thì cho thấy rằng điểm đa nhân và đơn nhân cũng rất ấn tượng, cụ thể là với 6.848 điểm và 1.390 điểm. Và nếu các bạn để ý kỹ thì dưới bảng xếp hạng dưới đây, con số của chip M1 đã vượt qua khá là nhiều con chip chạy từ Intel hay là AMD khác. Trong điều kiện thực tế thì mình có render video dài 2 phút, độ phân giải là 4K thì bằng Final Cut thì mình có thấy một cái kết quả khá là ấn tượng là máy chỉ mất chưa đến 3 phút. Đây là một con số rất là đáng ngạc nhiên và thời gian này nó không thua kém gì chiếc MacBook Pro 16 inch của 2019 chạy ít Intel các bạn ạ. Và mình cũng đã trải qua vài cái tựa game ở trên MacBook Pro 11 này. Và mình khuyên các bạn rằng là hãy bỏ cái suy nghĩ là MacBook không chạy được game đi. Với con chip M1 này thì nó có thể chạy hoàn toàn tất cả những game nào các bạn muốn. Đầu tiên lúc mà mình vào Steam thì cảm giác nó hơi bị giật lag một chút, khá là khó chịu đúng không nào. Tuy nhiên khi đó thì mình sẽ vào luôn Dota 2 thì chúng ta có thể dễ dàng đạt được con số là 60fps khi chơi. Mặc dù con số này sẽ giảm và dao động từ 50 xuống 30 khi mà chúng ta giao tranh. Tuy nhiên đây vẫn là một con số rất là tuyệt vời và trong lúc mình chơi game thì không có hiện tượng giật lag gì xảy ra cả. Mình cũng thử một tựa game khác là Fortnite thì với mức high setting của tựa game này chạy tốt ở mức khung hình dao động là khoảng từ 50 cho đến 70fps. Tuy nhiên trong khi trải nghiệm tựa game này mình có gặp tình trạng là crash rồi treo máy và phải thoát ra vào lại. Mình không biết rằng nó do phần cứng của máy còn mới hay là do lỗi phần mềm trên chính tựa game này, nên là các bạn có thể muốn chơi tựa game này một cách mượt mà nhất thì hãy đặt mức low setting. Lúc này thì tốc độ khung hình sẽ lên tới 130 cho đến 140fps cho một cái trải nghiệm tốt hơn khá là nhiều. Và mình cũng thực sự rất là ấn tượng với phần nhiệt độ của máy, bởi vì trong khi quá trình mình chơi game hay là render video đi chăng nữa thì máy cũng dao động từ khoảng 30 cho đến 40 độ mà thôi, cao nhất là lên tới 50 độ. Chưa kể là con chip Apple M1 này còn được tản nhiệt bởi vì có một cái quạt tản nhiệt khá là tốt nữa. Mặc dù trong suốt quá trình sử dụng của mình bao gồm cả tác vụ nặng như là render video hay là chơi game thì mình vẫn chưa thấy chiếc quạt gió này nó chạy, hoặc là nó chạy nhưng mà cũng cực kỳ lấy máy, gần như là không có tiếng động. Một trời một vực so với máy chạy chip Intel mà khi tác vụ chỉ cần hơi nặng một chút thôi là tiếng quạt gió đã kêu ầm ầm rồi. Ok, vừa rồi là đánh giá chi tiết của mình về chiếc MacBook Pro M1 2020 này. Các bạn có thể có câu hỏi nào có thể đặt ngay xuống bên dưới để mình có thể giải đáp cho các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn đang quan tâm về sản phẩm này đang có một mức giá rất là tốt thì các bạn có thể tham khảo ngay ở cái link bên dưới mà mình để link sản phẩm này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.